Người Trung Quốc đổ xô đi lễ chùa đầu năm, tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Từ Bắc Kinh cho đến Hồng Kông, người dân khắp Trung Quốc đã đổ xô đi lễ chùa với hy vọng là cầu mong một năm mới an lành. Người Trung Quốc có thói quen đi lễ chùa sau đêm giao thừa và ngày đầu năm mới. Người dân đi lễ chùa Báo Quốc, núi Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc sau đêm giao thừa. Đối với người dân Trung Quốc thì cây hương đầu tiên trong năm mới có ý nghĩa rất quan trọng. Cây hương tượng trưng cho một năm mới vạn sự như ý, bình an, mạnh khỏe. Ngày đầu năm, chùa Báo Quốc ở tỉnh Tứ Xuyên đón hàng triệu lượt người đi lễ. Nhiều chiếc lư hương trong chùa bị đốt nóng hàng giờ liền, có nguy cơ xảy ra cháy nổ khiến cho lính cứu hỏa phải phun nước hạ nhiệt. Chùa Long Hưng, tỉnh An Huy, nơi hoàng đế đầu tiên của nhà Minh là Chu Nguyên Chương xuất gia theo Phật. Hàng trăm nghìn người dân tranh nhau đốt cây hương đầu tiên trong thời khắc đầu tiên của năm mới để cầu phúc. Người dân đốt hương cầu phúc ở chùa Kim Sơn, thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc trong đêm giao thừa. Ở Hồng Kông thì người dân cũng đi lễ chùa sau thời khắc giao thừa để đón chào năm mới. Người dân Hồng Kông đang thắp hương ở đền Quan Tai Xin. Trong tiếng Trung Quốc, cừu và dê là hai từ đồng âm, do đó năm dê còn được gọi là năm con cừu. Người dân Hồng Kông đội mũ trang trí hình con cừu ngộ nghĩnh đang thắp hương ở đền Quan Tai Xin. Sáng sớm ngày 1 vừa qua thì nhiều người dân ở thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy cũng đã đến thắp hương cầu an ở chùa Tư Phúc. Tại thủ đô Bắc Kinh thì hàng trăm nghìn người dân phải xếp hàng từ sáng sớm tinh mơ để vào chùa thắp hương. Người dân đang cầu nguyện ở Ung Hòa Cung, một trong những chùa Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng nhất thế giới. Ung Hòa Cung rộng hơn 60.000 mét vuông, có hơn 1.000 ngôi điện. Đây là nơi người dân Bắc Kinh thường xuyên đến lễ bái mỗi dịp Tết đến.